Dạ một trăm bóng tay thật lớn cho Đà Đương. Yeah, kính chúc quý vị nha. Trên đây là trời ơi chui kìa bằng cái áo đây nè. Trên đây là toàn bộ tất cả các chị anh chị diễn viên của The Game ngày hôm nay. Thì bây giờ cho em lấy ra cái bên này nè, mình đứng đi. Ông nội gì nè, không có phải chủ nhóm không có hỏi. Và cái đứa gì dạ đây là chị Jokin Chi Kê dạ. Dạ bây giờ xin mời chị chia sẻ một xíu về The Game nha. Không phải lần đầu tiên Gia Kỳ đứng đây và cũng không phải lần đầu tiên mà Gia Kỳ được biểu diễn cho tất cả các quý vị ở đây xem. Nhưng mà hôm nay với một cái tên mới và một cái chức danh mới thì cho một lần nữa Gia Kỳ xin đại diện Đà Đêm gửi đến cái quý khán giả của Sài Gòn Vân Thời một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, rồi bây giờ thì có đôi lời gửi đến các bạn ủng hộ The Game nhỉ? Rất là vui khi mà hôm nay The Game được đến đây và biểu diễn. Thực ra thì chắc là quý vị cũng thấy là tuy là một cái tên mới nhưng mà tất cả các gương mặt ở đây thì chắc là quý vị cũng đã thấy rất là nhiều lần trước rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng mà hy vọng là với một cái tên mới, một cái diện mạo mới và một phong cách trình diễn cũng sẽ khác biệt đôi chút. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì The Game House cũng sẽ mang đến những cái tiết mục thật là đặc sắc đến cho quý vị khán giả. Dạ rồi, bây giờ xin mời chị Trương Kỳ Giá Kỳ sẽ giới thiệu tất cả các thành viên ạ. Trước khi giới thiệu tên của các thành viên của The Game House thì xin cho Gia Kỳ được gửi một lời cáo lỗi đến tất cả các quý vị khán giả đang có mặt tại đây. Tại vì cái show lần này á, thực sự là thời gian để chuẩn bị rất là gấp rút. Có thể tất cả mọi thứ mà mọi người đang thấy trên này á, là The Game House chuẩn bị trong vòng khoảng có tầm 3 ngày và 2 buổi tập thôi. Vỗ tay cho The Game luôn hả? Trời ơi. Tụi em không có nói xạo đâu, thật sự tụi em đã thức trắng đêm cho những cái bộ trang phục như thế này. Và hy vọng là quý vị đã vỗ tay cho The Game rồi thì sẽ bỏ lỗi cho The Game những cái lỗi sơ sót từ lúc nãy tới bây giờ. Dạ. Giới thiệu đi chị. Giới thiệu mấy ông chú The Game của em đi. Chào mọi người. Bây giờ thì Sài Gòn Tân Thời có thể cho em một nét nhạc để cho các thành viên của The Game House cắt bước và giới thiệu tên được không ạ? Bây giờ các thành viên chúng ta nét vào hai bên và khi mà Vanessa đặt tên của ai thì người đó sẽ bước ra nhé. Ok, Trang xin một nét nhạc đi ạ. Tôi sẽ mát thẳng cái cầm đi vô. Quát nha, chặt nha. Rồi mọi người bước đến cuối đường đi và hãy đọc tên của mình thật lớn trên kênh micro của Hương Hoàng nhé. Và thành viên đầu tiên Rồi
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời ạ. Cảm ơn mọi người.